Dạ, kính đảnh lễ sư tôn Đức Tăng. Thân chào quý vị Phật tử trong lớp học Pháp Cú Kinh Chuyên Đề ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị cho biết nghe rõ. Như vậy là lớp học của chúng ta sẽ quay lại sinh hoạt bình thường sau khi trải qua một tháng cuối cùng của mùa mưa. Tăng và Phật tử rất là bận rộn đối với công việc của lễ dân y Katina. Thì hôm nay là cái ngày đầu tiên trong những ngày trước, thì quý vị có thể là đã nghe băng vào một hai hôm trước cách đây. Sư vào sư thấy như không có ai mở lớp học. Hôm nay thì chúng ta lại quay trở lại gặp nhau. Và như vậy thì theo như lịch sinh hoạt của lớp học chúng ta, hôm nay là mình học là cái buổi giảng về vi diệu pháp cơ bản do Đại Đức Pháp Tính bản trách. Nhưng mà hiện giờ Đại Đức đang cùng với một số Phật tử và cũng như dẫn một cái chú giới tử qua bên Miến Điện. Thứ nhất là để thăm viếng những cái nơi thánh địa, và thứ hai là những cái chuyến đi của xuất gia. Cho nên này Đức Pháp Tính không có bạc không có được. Thế thì hôm nay sư sẽ sinh hoạt cùng với quý vị, và không biết rằng những người Phật tử của mình ở đây có vị nào nhớ rằng là cái kỳ trước Đại Đức Pháp Tính giảng phần vi diệu pháp cơ bản đến cái phần nào không? Quý vị chỉ cần cho sư biết là đang nói về cái vấn đề gì, đang học về cái dạ đúng rồi. Hiện giờ ở Biên Hòa đang có mưa. Em sư được biết là đang có cơn bão hai hôm nay là bị bão lộ tài tự do là ok. Mình cũng được. Vì hôm nay mình sẽ cùng nhau thảo luận về một vấn đề. Rồi có rồi. Hôm nay tôi sẽ trình bày cho quý vị về một pháp có liên quan đến Đức Phật ngày có nói đến năm cái nguyên nhân mà khiến cho cái chánh pháp này được vững trú. Acira Pitika Sakhamma. Acira Pitika có nghĩa là năm nguyên nhân khiến cho chánh pháp không vững trú. Còn Chira Kitika Sattama là năm nguyên nhân khiến cho chánh pháp này vững trú. Rồi bây giờ trước khi bắt đầu, chúng ta làm lễ tam bảo, sau đó thì sẽ cùng với quý vị đi vào cái phần nội dung của bài giảng này. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn bậc cũng cúng đấng chánh đẳng giác. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ân đức pháp bảo có công năng hướng thượng đưa đến sự lợi ích cho những ai có niềm tin và thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ân đức tăng những bậc đã được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Các ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn phàm và mô phạm của chúng sanh và truyền của chư tiên và loài người. Chúng con xin làm cho bao ngôi cao quý. Thưa quý vị,
Có một hôm sư đi cùng với chư tăng công việc từ cái hướng thành phố Hồ Chí Minh về Biên Hòa. Bây giờ sư sư hỏi là quý vị có một nghe nghe rõ hay không? Nghe ổn. Rồi bây giờ quý vị nghe rõ chưa? Bởi vì bên đây cũng đang mưa mưa gió nên hơi ồn. Rồi ok. Rồi bây giờ quý vị nghe tốt hơn rồi phải không? Rồi ok. Như nãy sư đã nói, có một hôm sư cùng với chư tăng đi từ hướng thành phố Hồ Chí Minh về Biên Hòa. Khi dừng ở một cái góc ngã tư để mà chờ đèn xanh đèn đỏ thì sư có nhìn đến một cái cảnh tượng, tức là sư thấy một cái bà mẹ đang đứng ở góc đường đèn xanh đèn đỏ ngay chỗ cái xe dừng á, của nhiều người đứng đó để mà xin xin ăn những cái vật bố thí từ cái lòng thương tưởng của những người khác. Thì bên cạnh những bà mẹ đó, thưa quý vị, có hai đứa bé, một đứa khoảng chừng 7 tuổi, một đứa khoảng chừng 7 tuổi. Nó đang bế một đứa em của nó. Thì sư nghĩ chắc em, sư nghĩ là vậy. Đứa em của nó bế thì lúc đó sư đoán cái đứa nhỏ khoảng chắc 1 tuổi hơn hoặc là 2 tuổi. Cỡ 2 tuổi à. Nhìn cái vóc dáng của hai đứa nhỏ, thưa quý vị, nó rất là tiều tụy, nó đen mà nó không có được trắng trẻo, bởi vì đang lúc đó thời tiết nó cũng đang buổi trưa nữa mà quý vị biết rồi, ở ngoài đường mà vào cái thời điểm buổi trưa trời nắng, cái hơi nóng từ cái mặt đường bốc lên nó cũng rất là khó chịu. Ngay cả mình lớn tuổi như thế này, nhiều khi cơ thể mình khỏe hơn, mình đi ra ngoài có khi mình cũng bị say nắng. Nhưng mà sư có một điểm lạ mà sư làm cho sư để ý. Ê, biết cái gì? Sư nhìn thấy hai đứa bé đó, thưa quý vị, nó rất là khỏe, rất là khỏe mạnh. Nhất là cái đứa nhỏ, nó sư độ nó chắc cũng khoảng 2 tuổi rồi, mà nó quẩy rồi nó nói chung là rất khỏe quý vị. Mà dưới một cái thời tiết khắc nghiệt như vậy thì hai đứa bé đó nó đứng kế bà mẹ. Lúc đó sư mới nghĩ đến một cái việc, sư nghĩ rằng là quả thật trong đời này bất cứ chúng sanh nào á, người ta nó cũng có cái gì đó để mà nó sinh tồn được. Đối với một vài những trường hợp chúng sanh mà không có được may mắn về cái đời sống thì nó vẫn chính cái nghiệp lực nó cũng tạo ra cho nó một cái sức khỏe để mà nó phải chịu những cái cảnh như vậy. Nó hay như vậy thưa quý vị. Chứ sư theo như sư dự đoán mà cỡ như mấy đứa bé mà con nhà coi như là có cha có mẹ mà thương yêu chiều chuộng mà đứng ra kiểu đó chừng 15 phút đồng hồ thì bệnh, sư bảo đảm. Nhưng mà ngộ một cái hai đứa nhỏ rất là khỏe. Và theo như sư được biết đó, nhiều người ta nói là ngày nào cũng vậy đó, ngày nào cũng đứng đó để mà cùng với mẹ ăn xin ăn. Lúc đó sư mới liên tưởng đến cái điều đó, đúng là kỳ diệu. Bất cứ chúng sanh nào ở trong đời này cũng có một cái khả năng sinh tồn, cho dù đó là cái nghiệp lực duy trì, hoặc là kể cả những cái chúng sanh mà thông thường á, mình sống á, ai cũng đều có một cái kỹ năng để mà tự
bảo vệ lấy chính mình và tự tồn tại ở trong cái hoàn cảnh của bản thân. Kể cả đối với các vị tỳ khưu cũng vậy thôi. Đời sống của một vị tỳ khưu mà muốn tồn tại được ở trong giáo pháp này á, lâu dài, muốn có được cái thọ mạng của đời sống đạo vị á, lâu á, thì cũng phải có những cái kỹ năng cũng như những pháp để mà tồn tại được ở trong giáo pháp này, chứ bằng không thì sẽ bị chết. Chết có nghĩa là ở đây không có nhất thiết phải là đi bị qua đời, bị mất đi, mà chết ở đây có nghĩa là sẽ từ bỏ đời sống tu hành. Đây là một cái điều rất là hay ở trong thế gian này. Hơn nữa sư kể cho quý vị nghe một cái trường hợp ở trong gia đình sư á. Thông thường á, những người lớn người ta rất là quan tâm cũng như lo lắng cho những người con, những người cháu của mình, kể cả cái lúc mà còn trẻ thơ cho tới khi trưởng thành thanh niên, từ cả cái việc học tập, ăn uống, đi đứng, giao du, quan hệ với bạn bè, thì tất cả những người trưởng bối trong gia đình đó rất quan tâm, bao bọc đến mức mà sau này á, khi sư có những đứa em nó cũng tuổi, nó cũng ba mấy tuổi rồi đó, nhưng mà vẫn phải được bao bọc và lo lắng bởi những người trưởng bối trong gia đình. Thì điều này có một hôm á, sư mới nói với những người thân của sư một cái câu như sau. Cái sự lo lắng thưa quý vị, đôi khi mà thái quá nó cũng làm cho cái đời sống nội tâm của mình nó phiền não, quý vị. Phiền não lắm. Trong những cái lần đó thì có một lần sư có nhắc nhở. Sư có nhắc nhở như thế này. Thật ra không phải là mình bỏ bê, mình vẫn có cái sự quan tâm giúp đỡ trong những cái gì mà khả năng của mình cho phép, khả năng của mình có thể làm được. Tuy nhiên có những trường hợp mà mình không thể nào dang rộng cái đôi tay được, bởi vì nó không nằm trong cái phạm vi của chính bản thân mình, thì lúc bây giờ mình phải nên khéo tác ý, còn bằng không là mình sẽ bị phiền não. Ở trong giáo pháp Đức Phật có dạy là chúng sanh có nghiệp riêng, mỗi chúng sanh có nghiệp riêng. Thì cái trường hợp đôi khi những trường hợp mà chúng ta không thể làm gì được đó, quý vị, thì lúc bây giờ mình phải hiểu rằng mỗi chúng sanh đều có cái nghiệp riêng và cái kỹ năng sống của họ để mà họ sinh tồn. Cho nên do cho dù chúng ta có lo hay không lo thì nó cũng trôi chảy theo dòng đời, nó cũng có nghiệp lực của nó chi phối vậy thôi. Kể cả bản thân mình á, mình đâu có chắc được rằng mình sẽ còn sống tiếp. Đến một khi nào đó mình ra đi thì những người mà mình thường xuyên hay lo một cách thái quá đó, người ta vẫn sống, người ta vẫn sống theo nghiệp lực của họ vậy thôi, chứ đâu có gì đâu mà mình phải đôi lúc mình phải lao tâm nhiều quá. Cho nên chính vì thế đó là một cái sự hiểu biết nó rất đem lại nhiều lợi ích cho chúng ta. Đức Phật này cũng từng dạy rằng để muốn cho chánh pháp này có được cái sự tồn tại, có được sự vững trú, thì cũng có 5 cái nguyên nhân, cũng có 5 cái pháp để mà làm cho cái chánh pháp này được duy trì, được sinh tồn. Thì ba nguyên nhân đầu thưa quý vị, ba nguyên nhân đầu liên hệ đến Phật Pháp Tăng. Tức là khi mà hàng tứ chúng, hàng tứ chúng ở đây gồm có tỳ khưu, tỳ tu ni, tham và chúng còn vân thuận đạo sư, thì khi đó chánh pháp còn vững trú. Nguyên nhân thứ hai đó là khi nào mà hàng tứ chúng còn vân thuận đối với
giáo pháp, thì lúc bây giờ giáo pháp này còn được vững chắc. Và điều thứ ba thưa quý vị, đó là khi nào mà cái chúng có cái sự vân thuận đối với tăng chúng thì lúc đó chánh pháp này còn được duy trì. Điều thứ tư đó chính là khi nào mà hàng tứ chúng có cái sự vân thuận đối với học giới mà Đức Phật này ban hành thì lúc bây giờ chánh pháp được vững trú. Và cuối cùng là khi nào mà hàng tứ chúng có sự vân thuận lẫn nhau, có sự vân thuận lẫn nhau thì lúc bây giờ chánh pháp này được vững trú. Khi mà chúng ta nhìn đến năm cái nguyên nhân này thì mình có thể hiểu được rằng để mà muốn cho cái giáo pháp này được tồn tại, được vững trú thì nó không thể nào thiếu được năm cái nguyên nhân. Năm cái nguyên nhân. Và đối với năm pháp này thưa quý vị, nếu mà xét ra chúng ta sẽ nhìn thấy được một điều như sau. Năm nguyên nhân này được tồn tại là y cứ vào trong những cái sự gìn giữ ở trong nội bộ của hàng tứ chúng với nhau. Nó không liên hệ gì đến bên ngoài hết. Nó không liên hệ đến bên ngoài hết. Cái sự gây cản trở của những đối tượng bên ngoài, thật ra cái đó nó không đáng kể. Nó không đáng kể. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật Ngài chỉ đề cập đến cái nội bộ của hàng thứ chúng. Nếu như mà gìn giữ được năm pháp này một cách kỹ lưỡng thì lúc bây giờ chánh pháp được duy trì lâu dài. Đầu tiên á, cái mà chúng ta không thể nào thiếu được đó là cái lòng tin và sự vân thuận đối với bậc đạo sư. Đây là điều đầu tiên chúng ta bắt buộc phải có. Bởi vì tại sao? Bởi vì trong bất kỳ một cái tập thể nào thưa quý vị, cái người cầm đầu, cái người đứng đầu được xem như là chủ chốt. Nếu như mà ở bên dưới những người ở trong nội bộ đó mà không có cái sự vân thuận, không có sự tin tưởng, không có sự coi như là đặt cái niềm tin nơi cái đấng lãnh đạo, thì lúc bây giờ công việc của chúng ta nó sẽ, cái tập thể đó thưa quý vị, cái tập thể đó nó không thể nào mà nó tồn tại. Nó sẽ có những cái sự coi như là ngỗ nghịch. Vì thế đây là cái yếu tố đầu tiên bắt buộc phải có. Bây giờ mình khoan nói đến cái trường hợp là bậc đạo sư, lòng tin của mình đối với bậc đạo sư là một vị chánh đẳng chánh giác đi. Thông thường á, ở bên ngoài á, như nãy sư nói, nếu như mà mình làm trong một cái tổ chức nào đó mà mình đã không có cái sự tin tưởng, tín ngưỡng với cái người chủ chốt thì lúc bây giờ cái hoạt động của cái tập thể đó không thể nào tồn tại. Trên bảo mà dưới không nghe, trên mà dưới không nghe thì đây là một cái sự tai hại. Còn trong lĩnh vực tu tập để mà duy trì đối với chánh pháp thì cũng vậy. Đối với bậc đạo sư, ngài là vị đạt đến cái sự giác ngộ của một đấng chánh đẳng chánh giác, cho nên tất cả những gì mà ngài thấu triệt thì đều rõ ràng, không có cái gì mà có thể khuất lấp dưới cái sự hiểu biết của Đức Thế Tôn. Vì vậy mà nếu như mà mình đã không có sự tin tưởng và vân thuận đối với những lời dạy
của bậc đầu tư, hoặc là nghi ngờ đối với cái ân đức của ngài, không biết là ngài có những ân đức đó hay không, vân vân và vân vân. Thì lúc bây giờ nó sẽ có vấn đề, nó sẽ có vấn đề. Quý vị có biết rằng người xưa trong thời kỳ của Đức Phật á, người ta không có dễ dàng tin khi nghe nói đến sự tán thán một vị đạo sư nào đó đâu. Người ta không có dễ dàng. Thông thường người ta phải bỏ qua những người có trí, người ta phải bỏ qua một khoảng thời gian để mà người ta xem xét. Quý vị biết rằng những vị Bà La Môn á, thường hay cử những người đệ tử của mình đi theo để mà thăm dò về cái hành vi, cử chỉ, lời nói và mọi cái sự sinh hoạt của Đức Thế Tôn. Thậm chí có những trường hợp theo dõi khoảng thời gian rất là lâu, 7 tháng, 7 năm theo dõi xem cái sở hành mà nghe người khác nói là vị này là vị đã diệt trừ tham sân si, vị này là vị giác ngộ, vị này đã trọn lành thân thủ ý, vân vân và vân vân, không biết là có thật hay không. Cho nên người ta mới cử đệ tử mình đó đi xem, đi xem cái sống gần cái sống gần để mà coi như là nhìn nó những cái sinh hoạt và sở hành của Đức Phật. Nhưng mà trải qua một khoảng thời gian rất dài thôi quý vị, thì những người đệ tử nó quay về báo là đúng là y như lời đồn. Vị ấy là vị có 32 đại nhân tướng, tất cả những cái sở hành của vị ấy không có cái tì vết. Thì lúc đó những vị Bà La Môn mới tin tưởng, quả thật đó là vị Phật chánh đẳng chánh giác. Nha, vị Phật chánh đẳng chánh giác. Rồi, cho nên đây là một cái yếu tố đầu tiên, yếu tố đầu tiên chúng ta cần phải có. Tuy bây giờ mình không có được gặp Đức Phật, không có được gặp Đức Phật, nhưng mà thông qua những cái lời dạy, thông qua những cái lời dạy và giáo pháp còn để lại, thì mình cũng thừa biết được, mình cũng thừa biết được rằng, và có thể tin tưởng rằng cái vị mà nói lên những cái pháp tu tập như vậy hẳn là một vị chánh chánh giác đầy đủ toàn hảo, đằng đầu đằng giữa và đằng cuối, tuy là mình không có được gặp, mình không có kiểm chứng. Rồi, đó là cái điều thứ nhất chúng ta phải có, đó là tứ chúng có sự vân thuận với bậc đạo sư, có lòng tin và có sự vân thuận đối với bậc đạo sư. Rồi điều thứ hai đó là hàng tứ chúng, khi nào mà hàng tứ chúng có cái sự tôn kính và vân thuận đối với pháp. Cái chữ pháp ở đây chúng ta phải nên hiểu rộng hơn chút, đừng có hiểu một cách cục bộ rằng pháp mang cái yếu tố gọi là mang cái tính chất gọi là tín ngưỡng. Thật ra thưa quý vị, Phật pháp nếu nói một cách đầy đủ ý nghĩa nhất, nó không có mang cái yếu tố tín ngưỡng ở đây. Bởi vì tại sao? Bởi vì những điều mà Đức Phật ngài tuyên bố đó là thuộc về quy luật của pháp. Người nào làm đúng theo những điều đó thì sẽ được kết quả như thế đó. Người nào không làm theo những pháp đó thì nó sẽ không có kết quả đó. Nó không có sự phân biệt rằng Phật tử phạm những ác nghiệp thì sẽ không có bị tội, bởi vì người này là Phật tử. Hoặc là những người chưa từng có quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng những người đó làm thiện, bố thí và ngăn ngừa những điều ác, thì những người đó do bởi là ngoại đạo, chưa không phải là Phật tử, cho nên làm thiện thì không có kết quả. Cái chuyện này nó không có như vậy. Cho nên nếu nói theo cái ý nghĩa tuyệt đối đúng đắn nhất, thì giáo pháp ở đây mình phải nên hiểu rằng nó không có mang cái yếu tố tín ngưỡng. Nó không mang yếu tố tín ngưỡng ở đây thưa quý vị. Quý vị biết rằng có một số những nước phát triển, người ta vốn không hề biết gì về tín ngưỡng của Phật giáo, người ta không biết gì cả. Nhất là những nước như là bên châu Mỹ hoặc là châu Âu. Thì quý vị biết rồi, Phật giáo phát triển ở Ấn Độ, sau này thì mới lan truyền.
Cho nên trong một khoảng thời gian, những khoảng thời gian mà không có Phật giáo ở một số những nước như vậy thì người ta đâu có biết gì đâu, ta đâu biết gì về tín ngưỡng tôn giáo đâu, đâu biết gì về gọi là Phật pháp đâu. Tuy nhiên chúng ta phải suy nghĩ đến một chuyện như sau: tại sao á những người mà người ta chưa hề thọ trì tam quy và giới của những người cư sĩ, tức là chưa thành một người Phật tử đó, nhưng người ta vẫn có những cái đời sống an lạc, người ta vẫn có những cái biết cách để mà làm cho cái cuộc sống của họ có được cái sự an vui và cái quả báo thiện thiện lành của nghiệp quả nó vẫn trổ sanh đến bản thân họ. Điều này có nghĩa rằng là bất cứ ai, không kể gì là Phật tử hay là không phải Phật tử, nhưng mà một khi đã hành đúng theo cái quy luật của pháp thì lúc đó nó sẽ cho kết quả, lúc đó nó sẽ cho kết quả. Cho nên có những trường hợp đâu phải Phật tử chỉ sanh thiên không, mà những người khác không phải là Phật tử không có được tái sanh về thiên giới, đâu có, không phải như vậy. Không phải như vậy đâu. Cho nên chính vì thế chúng ta phải nên hiểu cái sự vân thuận đối với chánh pháp ở đây. Mình đừng có hiểu một cách cục bộ, mang cái tính cách tín ngưỡng, tín ngưỡng riêng biệt. Không, pháp ở đây đó là những thiện pháp, những thiện pháp mà được Đức Thế Tôn ngài ngài nói đến, hướng dẫn cho chúng sanh thực hành theo, và những ác bất thiện pháp mà Đức Phật ngài đề cập đến để mà những người khác người ta nghe, người ta biết khi làm những chuyện đó là những đưa đến những cái điều không có được an vui, cho nên lúc đó người ta ngăn ngược. Và kể cả những cái học giới, đúng quý vị, thực ra học giới đó chỉ là những điều mà Đức Phật ngài giác ngộ, ngài thấy được nếu như mà mình đi phạm vào những cái sở hành như vậy sẽ đưa đến kết quả khổ đau, cho nên ngài mới dạy cho những người đệ tử, những người cư sĩ thì nên thực hành những pháp nào, ngăn ngừa những pháp nào để đừng có bị những cái sự khổ đau của mình. Và những người tu hành, những vị sa di hoặc là những vị tỳ khưu thì nên thực hành những pháp nào để có được cái sự an ổn. Cho nên chính vì vậy mà ở đây chúng ta nên hiểu rằng là hàng tứ chúng có cái sự vân thuận đối với giáo pháp là như thế, đối với giáo pháp là như thế. Rồi thứ ba thưa quý vị, đó là hàng tứ chúng. Khi nào hàng tứ chúng mà có cái sự vân thuận đối với tăng chúng, tăng chúng ở đây mình phải nên hiểu như theo hai theo đối tượng phàm và thánh. Nếu nói đến tăng chúng mà đệ tử của Đức Phật á, một cách thực thụ là 100% mà được mệnh danh là con của Đức Thế Tôn á, thì phải nói đến bốn đạo bốn quả. Bất cứ những người nào, không kể nam nữ, xuất gia hay tại gia, nhưng mà đã có sự thành tựu nơi tâm về bốn đạo bốn quả và một niết bàn, những người đó được xem như là con thật sự của Đức Phật. Bởi vì tại sao thưa quý vị? Nếu nói về xét về dòng thánh á, dòng thánh nhân á, thì tối cao vô thượng đó chính là bậc chánh đẳng chánh giác. Còn theo thứ lớp đó, đó là những vị thánh thinh văn. Cho nên nếu xét theo cương vị của tăng chúng á, thì mình phải nên hiểu rằng có hai: một là thực thụ là con của Đức Phật, đó chính là những vị thánh đệ tử hữu học hoặc là vô học, bất cứ là cư sĩ hay là xuất gia thì cũng vậy. Còn một trường hợp thứ hai á, đó chính là những vị tăng chúng nhưng mà thuộc về phạm vi của phàm phu, nhưng mà đang đi trên những con đường thực hành để mà bồi bổ về giới định tuệ hướng đến sự giải thoát. Thì đây là cũng là một cái trường hợp được gọi là hội chúng tăng, tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn, phàm và thánh, phàm và thánh. Cho nên chính vì thế mà đôi lúc có một số những người cư sĩ á, người ta cũng
ưa bị vướng bận ở chỗ này, ở chỗ này, và từ đó cũng khó lòng để mà mình có một cái cách cư xử cho nó phù hợp, không có bị vướng vào cái sự gọi là ương ngạnh không vân thuận đối với tăng chúng. Nếu mình không hiểu đó quý vị, đôi khi mình sẽ bị hoang mang. Có một vài những cái trường hợp đó chúng ta gặp phải đó, thì cái hội chúng đó, có những cái sự thực hành nó không có đúng đắn, không có đúng đắn, nó phi pháp phi luật chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình đứng ra mà mình biết như vậy mà mình cãi lại, hoặc mình đi ngược lại, hoặc mình như thế này như thế kia, thì đôi lúc mình cũng sợ, những người cư sĩ sợ. Tuy nhiên nếu như mà mình hiểu thì mình sẽ biết cách mà không có bị rơi vào cái trường hợp, không bị rơi vào cái trường hợp này. Ở trong thời Đức Phật đó thưa quý vị, có một số những cái sự việc nó xảy ra mà chúng ta có thể học tập được. Chẳng hạn như cái sự việc xảy ra đối với các nhóm tỳ khưu ở trong cái chương gọi là Cô Sanh Bí. Lúc bây giờ các vị tỳ khưu có cái sự tranh cãi lẫn nhau, dẫn đến cái sự bất hòa, thường gây lộn xộn, náo nhiệt. Thì điều đó đã làm cho Đức Thế Tôn Ngài từ bỏ hội chúng. Đến một lúc mà khi những người cư sĩ người ta nhìn thấy không được gặp Đức Phật nữa đó, lúc đó họ mới phàn nàn, họ mới nghĩ rằng là do bởi các nhóm các vị tỳ khưu này nè thường xuyên gây lên những cái sự xáo trộn tranh cãi ở trong hội chúng, cho nên Đức Thế Tôn Ngài đã rời đi, và sự ra đi của Đức Phật đã gây tổn hại cho hàng cư sĩ chúng ta. Chúng ta không có được nghe pháp, chúng ta không có được diện kiến và cúng dường, cho nên chính vì đó họ mới cùng với nhau gọi là quyết định một cái sự việc là không có cúng dường, không có cúng dường với cái nhóm các vị tỳ khưu nữa. Điều này ở đây quý vị đã làm cho các vị tỳ khưu đó bắt đầu có cái sự lo sợ, bởi vì thật sự mà nói cái đời sống của sa môn là lệ thuộc vô cái lòng thương tưởng, cúng dường và hộ độ của những người cư sĩ. Thế rồi các vị tỳ khưu đó đã có cái sự ăn năn và mới hướng về cái nơi mà Đức Phật này Ngài đang ngự, để mà đi đến đó có cái lời bày tỏ sự sám hối. Thì lúc đó thưa quý vị, trên hành trình các vị tỳ khưu này đang đi đến, những người cư sĩ mà ở nơi xa chỗ Đức Phật này đang ngự, họ nghe họ biết được, và họ mới đến thưa trình với Đức Thế Tôn rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con được biết rằng cái nhóm tỳ khưu đó, nhóm tỳ khưu đó thường xuyên gây những cái sự xáo trộn, tranh cãi ở trong hội chúng, làm cho hội chúng bất hòa. Nhưng theo như chúng con được biết là các vị ấy đang chuẩn bị gần đến đây rồi. Kính bạch Đức Thế Tôn, thế thì chúng con phải cư xử với các vị đó như thế nào? Cư xử với các vị đó như thế nào trong cái trường hợp này? Đức Phật Ngài mới dạy rằng là hãy cúng dường, hãy cúng dường vật thực, vẫn cúng dường vật thực và dược phẩm trị bệnh vân vân đến các vị ấy. Những gì mà các vị tỳ khu ấy nói thì các ngươi hãy lắng nghe. Nếu như mà cảm thấy nó phù hợp với pháp, phù hợp với luật thì lúc bây giờ hãy vân thuận. Còn nếu như không phù hợp với pháp, không phù hợp với luật thì lúc đó không nên ưng thuận. Đức Phật này dạy cho các người cư sĩ đó cái cách cư xử như vậy. Cho nên thông qua cái trường hợp này chúng ta cũng biết cách để mà xử lý trong một vài những cái trường hợp. Bởi vì theo như sư được biết á, rất nhiều người người ta rất là băn khoăn về cái chuyện này. Băn khoăn về chuyện này. Cho nên dựa theo cái tình huống đó chúng ta cũng học được cái cách làm sao vẫn giữ được, làm sao vẫn giữ được cái sự vân thuận đối với tăng chúng, làm sao vẫn giữ được cái sự vân thuận đối với tăng chúng và không có bị rơi vào cái trường hợp gọi là ủng hộ
ủng hộ trong trường hợp sai trái của các tập thể của tăng chúng đó. Vì vậy đây là cái yếu tố thứ ba, cho nên đối với người cư sĩ chúng ta, đối với hàng tứ chúng, các vị tỳ khưu, tỳ khưu ni, kể cả cận sự nam, cận sự nữ, khi mà chúng ta có cái cách đối xử đối với tăng chúng, đệ tử của Đức Phật, thì mình phải có sự vân thuận. Cái cách thức như thế nào thì như hồi nãy sư nghĩ rằng sư đã trình bày cho quý vị một cái câu chuyện nhóm thì cô Sâm Bí thì quý vị cũng đã hiểu rồi. Rồi đó là yếu tố thứ ba. Yếu tố thứ tư tức là khi Đức Phật ngài dạy rằng khi nào mà hàng tứ chúng có được cái sự vân thuận đối với học giới, thì lúc bây giờ chánh pháp sẽ được vững tu. Thì thưa quý vị, ở đây trong cái trường hợp của những người cư sĩ, mình giữ vững những cái điều học của người cư sĩ. Thật ra chúng ta phải nên hiểu như thế này, đối với một người cư sĩ mà được xem như là có sự hiểu biết, có giới hạnh á, gọi là một người cư sĩ thực thụ á, không đơn giản chút nào. Không đơn giản chút nào. Tại sao sư lại nói như vậy? Điều này sư nghĩ rằng sư chưa nói trong cái thời pháp nào hết. Nhưng mà hôm nay nói đến cái chi pháp này thì sư có nhớ đến. Mình cứ nghĩ rằng khi mà mình đã có tam quy rồi, xong rồi mình lập theo cái sự truyền giới của chư tăng là năm giới, là mình đã là một người cư sĩ coi như là ok, thực thụ rồi. Thưa quý vị, đó chỉ là một cái bước đầu tiên, chỉ là một cái bước coi như là cơ bản không thể nào thiếu được trong cái việc quy y nương nhờ đối với Phật pháp tăng. Còn nếu mà muốn trở thành một cái người cư sĩ thật thụ á, thì ngoài việc quý vị hiểu biết về ân đức Phật pháp tăng, có lòng tin, giữ gìn những cái học giới căn bản, quý vị phải hiểu luôn cả những cái của người cư sĩ, cái gì mà chúng ta nên làm đối với tăng chúng, cái gì không được phép làm, kể cả những cái phận sự. Cho nên đối với những người cư sĩ mà quý vị để ý, nó sẽ có một cái sự khác biệt. Bằng chứng như là bản thân như là ông trưởng giả cấp cô đó và bà tín nữ Visakha, bây giờ so với một người cư sĩ mà mới thọ tam quy và có giữ giới đi, thì chúng ta thấy khác ở chỗ nào? Cả hai đều có quy y, là đều là đệ tử Phật. Dĩ nhiên là phàm thánh thì nó khác nhau rồi, nhưng mà bây giờ mình bỏ qua phàm và thánh đi, nói đến một khía cạnh khác. Ví dụ biết khác nhau ở chỗ gì vậy? Nếu như mà chúng ta chỉ biết có đơn giản chỉ là quy y và năm giới cũng thôi, thì nó chưa có đủ đâu. Có một số những điều mà người cư sĩ chúng ta cần phải học. Cho nên bà Visakha, vì ấy rất là xuất sắc ở trong một vài cái trường hợp cư xử khi mà gặp phải Đức Phật và Chư Tăng. Bà ấy nhìn ngó đời sống Chư Tăng và biết rằng những gì mà bà ấy nên làm và bà ấy không nên làm, những gì Chư Tăng cần và được xem như là những vật dụng đó Chư Tăng hợp pháp để mà sử dụng, những gì không hợp pháp. Mấy cái này ấy, thưa quý vị, thông thường chúng ta đâu có, chúng ta đâu có biết đến. Và để có được những điều này thì mình phải học, thưa quý vị, mình phải học tập, mình phải học tập. Và khi đã học tập á, thì lúc bây giờ chúng ta trở thành một người
cư sĩ rất là ưu tú ở ở trong hàng tứ chúng. Ngoài việc mình tu tập cho bản thân giữ giới hạnh á, thì mình còn có thể giúp ích được cho hàng tứ chúng rất là nhiều, cho nên vì vậy mà có những người cư sĩ mà đi theo chư tăng á, mà làm công việc quý vị hay nghe một cái từ rất là quen gọi là cấp giá. Cấp giá thật ra đó là người hộ tăng, người hộ tăng tức là những người mà hộ độ giúp đỡ cho chư tăng. Cái người cư sĩ hộ tăng á, thưa quý vị, nếu như mà mình chỉ có tam quy với giới không thôi á, thì mình không có làm được đâu. Người này đòi hỏi ngoài quy giới ra thì ấy phải biết về những gì nên làm mà không nên làm, những gì hợp thời và không hợp thời, những gì được phép và không được phép đối với cương vị của người cư sĩ và đối với chư tăng, thì mới có thể làm được cái công việc cấp cái giá một cách tốt đẹp. Còn bằng không, không thể nào làm được. Chẳng hạn như có những thứ mà chư tăng không có thọ dụng được nhưng mà mình lại đem dâng chẳng hạn như vậy. Hoặc là những cái thời điểm mà chư tăng không có được dùng cái loại vật thực đó nhưng mà mình lại đem dâng cái vật thực đó chẳng hạn. À, rồi hoặc là mình làm ngược lại, thì như vậy chúng ta cũng trở là một người cư sĩ ưu tú. Vì thế muốn trở thành một người cư sĩ đúng nghĩa thật ra không đơn giản chỉ nằm ở chỗ tam quy và năm giới, đó chỉ là cái bước cơ bản bắt buộc để có ban đầu. Đối với người đối với một vị tỳ khưu hàng xuất gia, tức là vị sa di hoặc vị tỳ khưu, thì nếu như có cái sự vân thuận đối với học giới của bản thân thì sẽ là một nguyên nhân để cho chánh pháp được vững trú. Điều này hẳn rồi, điều này hẳn rồi, thưa quý vị. Quý vị có biết rằng là luật tạng á, được xem như là thọ mạng của giáo pháp, được xem như là thọ mạng của giáo pháp. Tại sao lại như vậy? Chúng ta nên hiểu một điều như thế này. Khi nói đến những bài kinh mang ý nghĩa tu tập chuyên môn, hoặc là những bài kinh mang ý nghĩa sâu sắc về A Tỳ Đàm, thì phần lớn nó nhắm đến cái việc tu tập nội tại. Tu tập nội tại. Còn cái đời sống sinh hoạt đó, thưa quý vị, đó là một cái điều rất là cơ bản và nó hiển lộ trong cái đời sống bình nhật của chúng ta thường ngày. Cho nên nếu như mà các vị tỳ khu á, và cư sĩ á, gìn giữ được một cái nếp sống theo giới luật đó, thì như vậy người ngoài người ta nhìn vào đã chưa cần coi như là biết rằng cái hội chúng này tu tập như thế nào, có được những pháp gì ở bên trong tâm, thì người ta không chưa cần phải bàn đến những pháp đó, chỉ nhìn thấy những cái cách sinh hoạt và sở hành ở bên ngoài thôi, thì cũng đã có kết quả nói lên cái đời sống tốt đẹp về cái cách chúng ta gìn giữ giới hạnh, ngăn ngừa những điều ác, về những cái điều mà Đức Phật ngài dạy cho các vị tỳ khưu không nên làm, những điều nên làm, vân vân. Nếu như mà cả hàng tứ chúng, cần sự nam cần sự nữ, tỳ khưu tỳ khưu ni sống có cái sự gìn giữ và vân thuận đối với những học giới mà Đức Phật ngài ban hành, thì sẽ làm cho chánh pháp được vững trú. Cho nên chúng ta cũng nên nhớ rằng những cái luật tạng đó, thưa quý vị, luật tạng đó là cái thọ mạng của giáo pháp. Nếu như mà luật tạng mà không còn được gìn giữ, không còn được thiết lập, không còn được duy trì thực hành, là coi như giáo pháp đã có cái dấu hiệu bị biến mất, từ cái tăng tướng nè, tăng tướng là biến mất sâu. Mới đầu là chúng ta sẽ bị hư hỏng về cái sở hành, về thân khẩu, ăn nói không có theo những điều mà Đức Phật này dạy nữa.
thân thực hành không theo những cái lề lối mà Đức Phật này hướng dẫn, à, cái đời sống của mình đi sáng lại. Và từ từ đó, thưa quý vị, mới đầu nó thay đổi về thân khẩu, rồi đến một lúc nào đó các lậu hoặc nó tăng trưởng, nó thay đổi luôn cả hình tướng luôn. Thay đổi luôn cả hình tướng. Cho nên mới nói rằng luật tạng là thọ mạng của giáo pháp. Vì vậy mà nguyên nhân mình để cho chánh pháp được vững trú, đó là khi nào mà hàng thứ chúng có sự vân thuận và gìn giữ đối với tôn trọng đối với học giới. Giới cư sĩ thì gìn giữ đối với học giới cư sĩ, bậc xuất gia thì có cái sự gìn giữ giới của bậc xuất gia. Phần ai làm tốt phần người đó. Rồi cái đó là pháp thứ tư rồi. Sư hỏi quý vị cho sư biết quý vị có bên đó có còn nghe hay không. Rồi, sư cảm ơn. Điều thứ năm, Đức Thế Tôn này dạy rằng khi mà hàng tứ chúng có cái sự tôn kính vân thuận lẫn nhau vân thuận lẫn nhau tức là mình sống có một cái cuộc sống hòa hợp, chư tăng với chư tăng sống hòa hợp với nhau, tỳ kheo và tỳ kheo ni sống hòa hợp với nhau, cư sĩ với cư sĩ sống hòa hợp với nhau, cư sĩ với các vị tỳ khưu có một cái mối giao hảo hòa thuận với nhau. Thì điều này đó quý vị nói như vậy, nhưng mà trên thực tế để mà gìn giữ được đó, tôn kính vân thuận lẫn nhau không đơn giản chút nào, không đơn giản chút nào. Đôi khi chúng ta quá khắt khe đó thì nó dẫn đến cái khoảng cách, cái khó là ở chỗ đó, quá khắt khe thì nó sẽ dẫn đến cái vách ngăn. Còn nếu như mà trường hợp mình quá giải đãi đó, thì nó sẽ dẫn đến cái sự không có còn tôn trọng với nhau nữa. Đây là cái vấn đề rất khó trong cái mối quan hệ của con người với nhau. Thưa quý vị, đừng nói chi ở trong cái đời sống tu hành, kể cả ngoài đời cũng vậy thôi. Chúng ta muốn giữ một cái tình bạn đó, thưa quý vị, không có đơn giản đâu. Chúng ta muốn giữ một cái tình bạn không hề đơn giản chút nào. Nếu như mà mình không có cái sự hiểu nhau và cái cách cư xử với nhau cho nó đúng chừng mực đó, thì nó sẽ bị rơi vô trong hai cái trường hợp. Nếu như mà mình coi như là quá khắt khe thì nó sẽ có vách ngăn, nó không có cái thiện cảm, nó không có sự thân ái. Nhưng mà nếu như mà mình quá giải đãi thì lúc bây giờ nó sẽ làm mất đi cái sự tôn trọng, cái sự tôn trọng lẫn nhau. Vì vậy để giữ được một cái mối giao hảo tốt thì cần phải có trí tuệ và hiểu biết cái cách thức để mà mình xử cái nào mình nên và cái nào không nên, cái nào nên và cái nào không nên. Ngay cả đời sống thế tục, chúng ta muốn gìn giữ một cái mối quan hệ nó cũng đã khó rồi, huống hồ gì nói đến trong trong cái việc tu hành, thưa quý vị. Trong việc tu hành, xin nói thật với quý vị, đôi lúc sẽ thấy một số những người cư sĩ thấy cũng tội khi mà họ có cái lòng tôn kính đối với chư tăng quá, trong cái mối liên hệ giao hảo tiếp xúc với chư tăng nó họ rất là sợ, không biết tại sao tôi nhìn thấy họ nói chuyện mà giống như họ đang run. Ở trong lớp học mình
Có gặp những người bạn hữu nào, đạo hữu nào bị như vậy chưa? Chứ sư thấy nhiều rồi đó. Sư thấy cũng nhiều có hoàn cảnh như vậy rồi đó. Khi mà những người cư sĩ tiếp chuyện chư tăng á, có một số những vị không biết sao họ run họ sợ lắm. Mà đôi khi sư nhìn thấy sư cũng buồn cười, nhưng mà sư phải gìn giữ, không có bật cười, nhưng mà ở bên trong sư có cười. Cười ở đây không phải là sư khi dễ hay là sư gì, nhưng mà sư cũng lấy làm lạ đó. Sư lấy làm lạ, không biết tại sao trong tâm của những vị ấy bị cái gì, nhưng mà khi tiếp xúc với sư tăng họ họ rất là sợ. Thậm chí nhất là trong mấy cuộc lễ nha, trong mấy cuộc lễ mà những người mà đại diện lên tắc bạch ấy. Quý vị có để ý không, đi dự lễ dân nghi á, lễ dân nghi mình đứng nói chuyện với bạn bè rất là thoải mái, trước mặt chư tăng đông ơi đông, không biết sao họ có cái trạng thái là họ rất là lo lo âu, sợ bất an. Thì điều này có một vài lần sư cũng có hỏi, sư cũng có hỏi một vài trường hợp. Thì lúc đó những người cư sĩ họ mới nói một câu như sau, họ mới nói rằng dạ con không biết tại sao con không biết tại sao mà khi con đứng ở trước chư tăng với số lượng đông, con cảm thấy con mất bình tĩnh, con mất bình tĩnh. Lúc đó sư mới hỏi rằng cái nguyên nhân tại sao lại như vậy. Thì một vài trường hợp đầu thì họ không có trả lời được, thưa quý vị, họ không có trả lời được nguyên nhân tại sao. Họ chỉ biết rằng gặp những tình huống đó họ họ lo âu, họ mất bình tĩnh thôi, chứ còn cái nguyên nhân tại sao lại như vậy thì họ lại không hề hay biết. Thì đến đến một thời điểm sư có thăm dò, và sư được biết một cái câu đáp án, tức là họ tình trạng họ bị tình trạng là do họ quá kính trọng chư tăng, họ quá kính trọng chư tăng, cho nên cái sự kính trọng đó đó nó sợ rằng là khi mà mình làm những cái sở hành, những cái lời nói hay là cái gì đó, nó không còn tự tin vào những cái lời tác bạc nữa. Nó sợ rằng mình sẽ làm cái gì sai sót khi đứng trước mặt hội chúng tỳ khưu tăng. Bởi vì nguyên nhân đó đó mà dẫn đến làm cho họ mất tự tin, họ sợ. Thực ra đây cũng là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải xem xét lại, thưa quý vị. Đối với những người cư sĩ á, dĩ nhiên mình có cái lòng tôn kính đối với chư tăng là tốt, nhưng mà mình cũng nên có một cái nội tâm thoải mái. Bởi vì khi làm cái điều gì đó mà nó sơ suất á, thì mình học tập từ từ, kể cả trong cái cách giao tiếp với chư tăng trong những buổi tác bạch, những dịp lễ, hoặc là làm những công việc gì, nếu như mà mình sơ sót thì mình sẽ học tập thu thúc về sau. Chứ còn các vị cũng không có quở trách gì đối với những người cư sĩ đâu, cho nên quý vị đừng có cái tâm lý đó để mà chúng ta lo âu á, như vậy nó cũng có khoảng cách. Cứ thoải mái, cứ thoải mái. Đối với vị khác thì sư không biết làm sao, nhưng mà đối với sư á, đối với sư là sư hay có sự khích lệ khi thấy những trường hợp mà những người cư sĩ mà tiếp xúc mà bị như vậy á, là sư mở lời, sư nói cô cứ ngồi thoải mái, cứ nói những gì mà tâm tư của mình muốn cúng dường theo cái ý nghĩa ngày hôm nay, theo cái nội tâm của mình, không có nhất thiết là phải theo một cái gì đó mà gò bó bản thân mình để mà mình có sự lo âu trong đó. Thì khi nói như vậy thì họ rất là thoải mái,
Cho nên vì vậy mà có những cái sự giao hảo trong một cái phạm vi nào đó mà được phép á, thì chúng ta nên có cái thiện cảm đối với nhau, chúng ta nên có cái sự thân ái. Tuy nhiên nó phải có cái mức độ của nó còn. Bởi vì nếu như có những cái hành vi, có những cái hành vi, có những sở hành mà nó đi thái quá, thì lúc bây giờ đó nó sẽ không còn cái sự nằm trong cái sự tôn kính và vâng thuận lẫn nhau. Chẳng hạn như ở trong luật có những cái sự kiện là mới đầu có nhóm Phật tử có niềm tin cúng dường với nhóm luật sư, sau đó các vị này lúc bây giờ mới được đà làm tới, thấy những người cư sĩ này có cái lòng thành kính, rồi bắt đầu là cứ tới nhà thường xuyên, không được mời cũng tới, rồi xong rồi tới bắt đầu làm phiền, rồi có những sở hành như là sinh hoạt thân khẩu ý không có được đúng quy cách của một vị tỳ khu. Lúc bây giờ cái sự giao du đó, cái sự quan hệ đó nó không còn có cái sự tôn kính lẫn nhau. Cho nên quý vị thấy không, để mà biết cách đó, là người phải, mình cũng phải có cái khả năng suy xét trí tuệ những cái gì được phép và những gì không được phép. Trong trường hợp đầu á, trong trường hợp đầu những cái phạm vi của những người cư sĩ mà người ta ái ngại rụt rè trước hậu chúng các vị tỳ khưu tăng á, thì chúng ta nên có cái lời khích lệ để mà an ủi cho người ta bớt đi cái tâm lo âu sợ sệt đó. Thì cái đó sư thấy cái đó rất là hay. Còn những trường hợp một số những cái sự giao hảo mà nó đi quá xa vấn đề, tới lui với người tu sĩ nhiều quá, thì nó sẽ dẫn đến cái việc không có tôn kính lẫn nhau. Bởi vì trong cái sự gặp gỡ thưa quý vị, ngoại trừ mà nói pháp nói đạo ra, nếu như mà nó lan man qua chuyện khác là nó sẽ có vấn đề ngay lập tức, sự bảo đảm đến quý vị. Nếu như mà nó không còn vô những cái vấn đề nói về pháp, nói về Phật sự, mà nó lan man qua chuyện khác là nó sẽ có vấn đề. Khi có vấn đề rồi thì sẽ không có sự tôn kính lẫn nhau. Cho nên đây là cái pháp mà mình thấy vậy chứ mà rất khó thực hành nha. Nó không phải là một điều dễ làm đâu. Không phải là một điều dễ làm. Vì thế mà đối với những người cư sĩ trong bạn đạo với nhau á, mình cũng phải có cái mối giao hảo. Những gì đó nên nói, những gì đó không nên nói, những gì đó mình nên có sự cởi mở tấm lòng đối với bạn đồng học hành văn, và những gì không nên. Đối với chư tăng cũng vậy nữa thưa quý vị. Một cái tình đạo hữu lâu dài á, thì cũng phải có biết cách có sự vâng thuận tôn kính lẫn nhau. Tuy huynh đệ sống với nhau rất là thân ái, mà khi nghĩ về nhau vẫn có cái sự tôn trọng. Để giữ được điều này là cả một vấn đề, không phải là đơn giản. Và cuối nữa, hai giới là cư sĩ và giới xuất gia, đây là cả một nghệ thuật. Chúng ta tức để mà trường hợp qua lại của mình có tiến triển tốt đẹp, những cái tình huống tiêu cực bị rớt. Đối với người tu sĩ đang hiểu chuyện á, đối với Phật pháp là có một vài được, có một vài cái sự không còn tôn kính, nó ảnh hưởng đến cái đạo nghiệp của chính bản thân. Cho nên đây là một pháp mà Đức Phật nói rằng đây là pháp nhắm đến cho chánh pháp chủ trú, đó là với sự vân thuận và tôn kính đạo chính mình. Rất hay. Toàn bộ là những cái pháp thực hành đó. Nếu mà chúng ta có cái trường hợp này, năm pháp này, thì mình sẽ làm cho chánh pháp này được vững trụ. Rồi, xin nghĩ hôm nay trường hợp rồi, phải lẽ rồi. Hôm nay chúng ta cho nên đây chúng ta
Tuy nhiên chúng ta học được cùng thảo luận được vấn đề cũng được, và cái sự quay trở lại chúng ta cũng mong rằng chúng ta có được những cái phút để mà cùng với nhau có sự giao tiếp, có sự tôn kính, có sự vinh phận đối với bậc đạo sư, đối với giáo pháp, đối với tăng chúng, đối với học giới, và chúng ta có sự tôn kính vinh phận hàng thứ chính lẫn nhau, y như trong cái phần hôm nay chúng ta thảo luận về vấn đề này. Nam mô Bích Tha Giá. Rồi bây giờ xin xin chấm dứt ở đây. Xin mời quý vị Phật tử làm công việc còn lại là hồi hướng cái công đức của buổi học ngày hôm nay.